Rồi ok, xin mến chào quý vị và các bạn nhé. Thì đây, sau đúng một ngày rưỡi, bác Tuấn Anh, bác ấy đã... Đây là 2 ngày đấy. 2 ngày đấy. Còn 2 ngày nữa. Thôi thì sau 48 giờ đồng hồ, anh Tuấn Anh ấy đã làm xong cái tác phẩm Thiên Trụ. Thiên Trụ đây rồi. Thì hôm nay làm một cái video quay chi tiết cho các bác xem nhá. Mặt này thì là mặt sau đấy, nhưng bởi vì là mặt này nó không bị ngược sáng. Đây, bây giờ em về cái mặt này. Em về cái mặt này xem là nó có ngược sáng không. À ok, cũng đẹp đấy, rất là tuyệt vời. Đây, mặt này mới là mặt chính. Rồi, sẽ làm video quay cho các bác thật chi tiết. Các bác dành thời gian nhá, xem chi tiết cái cây này lần này xem thế nào. Đây, đầu tiên là chân bệ trước này. Đấy, phải quay. Lần này có một ông ấy nói với em rằng là chú quay cái cây này, lần này chú phải quay thật chi tiết vào, thật từ từ, thật chậm, từng góc độ, từng bộ phận của cây để cho anh em chiêm ngưỡng. Đây. Nhìn cái rễ này mỗi ngày một to đấy anh nhỉ. Anh cứ xem, cứ ngắm thoải mái đi. Xem đâu em không. Dạ. Em quay việc của em, quay kệ em. Đấy, các bác thấy tuyệt vời không? Nha. Chân bệ xung quanh luôn. Sau bắt đầu là đến thân. Đấy. Soi cho các bác thật kỹ cái cây này. Đúng là cuộc đời chơi cây chỉ cần sở hữu một cây như thế này, chăm chút cho nó thành đồ chơi mang đi chơi suốt được. Đấy, các bác nhìn thấy ok chưa? Em quay chi tiết luôn đấy. Hai ngày mới xong được, làm xong được cái cây này. Đây là phần chân bệ. Xong chân bệ đến gì anh? Thân à? Xong chân bệ là đến gì? Thân à? Hay là tay cành? Thân à? Rồi. Đấy, có bác nông dân đầu kia, bác ấy. Đây là thân. Thân này. Bây giờ quay đến thân này. Ok anh. Đây thân. Thân đây. Đấy, thân của nó đây.
Trời hôm nay rất đẹp nhá, rất là thời tiết phải nói tuyệt vời. Đấy, quay cho các bác thì nó quên sầu luôn. Đấy, các bác nhìn thấy được cái u mụn của nó nhá. Phải nói là khủng khiếp nhá. Chi tiết luôn đấy. Đấy, thân nó này. Đấy, các bác nhìn thấy u cục không? Quá khiếp. Ok, xong phần thân rồi các bác nhá. Thân xong đến cái gì anh ơi? Thân xong thì đến cái gì? Thân xong đến tay. Tay à? Đây là các cái tay đúng không anh? Các cái đường tay, đây bắt đầu từ đường tay từ đây, tính từ đây. Đấy gì? Đây. Đấy. Tay đấy đúng không? Đấy, xong rồi hệ chi. Chi ra. Xong rồi hệ chi thứ cấp. Rồi. Đấy nhá, bây giờ chỉ từ cấp bắt đầu mới đến. Đây là tay từ đây đúng không anh? Đây tay ra đây đúng không? Đấy, từ các cổ tay từ thân đấy. Từ thân ra là tay đúng không? Rồi bây giờ đến lượt tay. Đấy, tay. Đấy, tay thì quay như này cho các bác nhìn. Nhưng mà nó lại hơi ngược sáng. Thế mới đầu. Tay nó từ thân ra. Tay này, các bác nhìn này, u cục khiếp không? Đấy, ui giời. Quá khiếp. Đấy, ui giời ơi. Đấy, tay này. Nhá, các bác nhìn thấy chưa? Rất rõ ràng nhá. Rồi bây giờ đến hệ chi. Hệ chi và răm. Rồi bây giờ để điều chỉnh. Chi thứ cấp à anh? Chi rồi đến chi thứ cấp à? Thôi thế thì phải quay kiểu này mới nhìn được. Phải quay từ trên xuống dưới. Nhờ.
qua thì nhìn thấy tôi rất là lý. Ông hỏi cái để tôi làm. Ông tiếp tục bảo là bảo làm đi. Không, cái này là nếu nó xác định là em phải làm trước, làm chi phí sau thì các chúng ta có cần thì chuyển lên thì chúng mình phải chạy thử luôn, chạy đánh xuyên luôn tay anh của anh trước khi vào đây. Rồi, ok. Tuyệt đỉnh công phu. Rồi, giờ phải được lên trên cao quay cho các bác phát nào. Đây là quay từ trên quay xuống ấy. Đấy.
Ok, để em lại sang mặt bên kia nhá. Cực rõ, cực chi tiết. Các bác ngắm phải nói là đã đời, sướng phê con mắt luôn. Rồi ok, đến giờ phút này rồi thì nhìn phê luôn đúng không các bác? Sướng chưa? Nhìn được thân thủ bên dưới kìa. Đúng là mỗi ngày một khác, mỗi năm tháng một khác. Được rồi, ok. Rồi, giờ em xin dừng cái video tại đây nhá. Quý vị và mọi người thấy video hay và hữu ích thì hãy like, chia sẻ cho nhiều anh em đam mê cây, chơi cây được xem, được biết. Và nhớ nhấn cái nút đăng ký để ủng hộ channel. Em sẽ quay nhiều hơn nữa cho các bác xem. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và mọi người ở các video tiếp theo.